Kính chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, nói tới những mối quan hệ sai trái, quan hệ bất chính ngoài vợ ngoài chồng, người ta thường nhắc đến chồng hoặc vợ có người tình. Thế nhưng chuyện mẹ vợ cặp kè với con rể tương lai khi đang có chồng, có con cháu lại là một chủ đề khiến cho nhiều người cảm thấy sốc. Đó là vụ việc xảy ra ở tỉnh Quảng Trị. Người mẹ đã quan hệ bất chính với chính người con rể tương lai, thậm chí họ còn bị bắt gặp ở cùng nhau trong nhà nghỉ. Chi tiết vụ việc ra sao? Phản ứng của những người trong gia đình như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Người mẹ tai tiếng này là bà Nguyễn Thị Hồng, 45 tuổi, quê thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình bà vốn sống yên ấm với 4 mặt con gồm 3 trai, 1 gái. Cách đây 5 năm, vợ chồng bà lên vùng rừng ở huyện Phong Điền làm nghề bóc vỏ cây. Thời gian này, ông bà quen thân với anh Nguyễn Hoàng, 24 tuổi, quê xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm cùng nghề. Thấy chàng trai hiền lành, lại chịu khó, vợ chồng ông bèn giới thiệu cho người con gái 19 tuổi của mình, đang làm công nhân tận thành phố Hồ Chí Minh. Dịp Tết năm 2012, đôi trẻ gặp mặt nhau làm quen. Tết năm sau, hai gia đình tổ chức lễ dạm ngõ cho đôi trai gái. Theo phong tục địa phương, Hoàng chính thức gọi bà Hồng bằng mẹ từ lúc đó. Khi mọi việc an bài, cô gái 19 tuổi lại vào miền Nam tiếp tục công việc, dành dụm chút vốn trước khi lấy chồng. Còn chàng trai vẫn ở lại địa phương làm nghề bóc vỏ cây cùng bố mẹ vợ tương lai. Hàng ngày, do có con nhỏ nên buổi tối chồng bà Hồng ở lại dãy, còn bà vợ phải về nhà chăm lo cho con lớn. Cứ đến lúc chập choạng, bà lại nhờ con rể tương lai trở về nhà tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Ông N, bố chồng bà Hồng ngậm ngùi kể lại, cách đây khoảng 4 tháng, tôi và vợ chồng đứa em đã nghi ngờ con dâu với cháu rể tương lai quan hệ mờ ám với nhau, nhưng không đủ bằng cớ. Do ở sát vách nhà, tôi thường nghe con dâu trò chuyện tình tứ với cháu rể. Tôi cũng đã nói cho con trai biết, nhưng nó chủ quan, chỉ cười và trấn an tôi không có chuyện đó đâu. Đến Tết Giáp Ngọ vừa qua, con gái bà Hồng về quê ăn Tết, cũng nghe họ hàng bàn tán về chuyện tình cảm giữa chồng sắp cưới với mẹ vợ. Khi nghe chuyện, cô dâu tương lai vừa tức giận vừa xấu hổ, muốn hủy hôn. Tuy nhiên, điều oái oăm ngang trái đã xảy ra. Bà Hồng, mẹ ruột của cô dâu tương lai, bắt ép con gái phải lấy Hoàng làm chồng. Mục đích là để con rể tương lai luôn ở gần bà Hồng, để dễ bề qua lại gần gũi, trong khi con gái đi làm công nhân ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Đỉnh điểm ngày 9 tháng 2 vừa rồi, khi bà Hồng thêm lần nữa ép gả con gái lấy chồng, nhưng bị gia đình nhà chồng lên tiếng phản đối, nên bà đã bỏ đi. Chẳng ai ngờ rằng bà Hồng và con rể tương lai lại tiếp tục lao vào nhau, bất chấp dư luận và sự phản đối từ gia đình. Thế là một vụ đánh ghen đình đám đã diễn ra, khi mọi người phát hiện nơi bà Hồng trú ẩn là một nhà nghỉ, và đi cùng bà còn có người con rể tương lai. Nhiều người vây kín nhà nghỉ xem bắt quả tang mẹ vợ tòm tem với con rể tương lai. Bố vợ tương lai đi đánh ghen con rể, hay còn những ai nữa? Quả thật là một bi kịch gia đình ê chề, theo một kịch bản không ai có thể tưởng tượng được trước khi mối quan hệ bất chính ngang trái này diễn ra. Cô con gái bà Hồng cay đắng, bởi cô ngoan ngoãn đính hôn cùng chàng trai được cha mẹ sắp đặt, nhưng cô gái lại không ngờ lại có ngày được chứng kiến mẹ cùng chồng sắp cưới của mình đi đến nhà nghỉ sống chung. Và đó là bi kịch đối với cô và gia đình mình, mối quan hệ giữa mẹ, đẻ và cô không biết bao giờ mới trở lại bình thường. Thưa quý vị, quả thật là ê chề cho một bi kịch gia đình với những mối quan hệ trái khoáy. Trong câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị cũng đề cập quanh mối tình vụng trộm của mẹ vợ và con rể. Có lẽ không ai có thể ngờ được rằng có những người mẹ đã ép con gái lấy bồ để tiện quan hệ, rồi chuyện mẹ và con rể tương lai đã ăn ở với nhau trong suốt cả thời gian dài. Câu chuyện này xảy ra ở đâu? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nhiều năm trước, dư luận tại xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xôn xao về việc người đàn bà tên Điệp đã ép con gái của mình cưới bồ về nhà để tiện gian díu với bồ. Một người dân ở xóm 10, xóm còn khá nghèo nàn, thuộc xã Đông Trung kể, bà Điệp năm nay 39 tuổi, có gia đình êm ấm, hai đứa con năm nay cũng đã khôn lớn. Con gái lớn của bà Điệp đã 18 tuổi và con trai út cũng 13 tuổi. Cuộc sống trông chờ vào mấy xào ruộng không đủ ăn, cộng thêm hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, nên anh
NVH sinh năm 1973, chồng bà Điệp thường vất vả, bươn trải khắp các tỉnh hành nghề lái xe kiếm tiền nuôi vợ con, mong sao cuộc sống gia đình bớt khổ. Thương con, không chấp nhận cảnh gia đình túng bấn, bà Điệp cũng xin vào một công ty sứ ở xã bên làm công nhân. Và từ đây, vở hài kịch cười ra nước mắt đã xảy ra với gia đình bà. Kể từ khi làm công nhân, bà Điệp có cảm tình với anh Dũng kém bà hơn chục tuổi. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà từ khi bà Điệp và Dũng lén lút quan hệ với nhau, họ yêu nhau như chưa bao giờ được yêu. Bà L, người cùng xã cho biết, không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, bà Điệp còn nhẫn tâm ép con gái ruột mình lấy người tình để tiện qua lại ăn ngủ với nó, thật chẳng ra làm sao. Sự việc chỉ vỡ lở khi chị T, con gái bà Điệp, phát hiện ra mối quan hệ bất chính loạn luân này. Trong một lần đợi điện thoại của chồng mãi không thấy, nên T chủ động gọi cho chồng, nhưng chỉ có chuông mà không có người trả lời. Nghĩ có chuyện gì mờ ám, T lấy xe phi sang nhà mẹ đẻ. Vừa mở cửa nhà thì chị T tá hỏa thấy chồng mình với mẹ đang trần truồng quan hệ, nên T hét toáng lên. Lúc đó mọi người mới biết vỡ lẽ chuyện bà Điệp gian díu với con rể là thật, chứ như ngày trước thì chỉ nghe đồn thổi. Bắt được quả tang chồng mình anh Dũng với mẹ mình đang trần truồng quan hệ với nhau tại nhà mẹ đẻ, chị T quá xấu hổ phải rời bỏ quê hương vào miền Nam sinh sống. Sau sự việc kinh hoàng đó, dư luận tại địa phương mới được fan cởi mở hơn. Anh Cường, chủ quán ăn địa phương gần đó cho biết, từ khi lấy nhau về, thằng Dũng ngủ với vợ tính trên đầu ngón tay. Thấy họ bảo nó kể chỉ ngủ với vợ được 6 lần, trong khi đó ngày nào nó cũng ôm ấp đưa mẹ vợ đi làm, rồi còn ngủ lại với cả mẹ vợ. Rồi vào ngày 2 tháng 9 mới đây, bà Điệp cùng anh Dũng được nhận thưởng một gói quà của công ty nhân dịp ngày lễ. Thấy người trao quà nói chuyện tình tứ với người tình của mình, nên Dũng bực tức tát bà Điệp mấy cái. Cũng từ ngày này, tình cảm của bà Điệp và Dũng xấu đi. Quá bực tức vì bị mẹ vợ bỏ rơi, thất tình, Dũng đi đâu cũng nói về mối tình lãng mạn giữa mình và mẹ vợ, rồi khẳng định mình thường ăn ngủ với mẹ vợ nhiều hơn là vợ. Cũng theo anh Cường cho biết, tôi còn nghe họ bàn tán ngoài chợ rằng con Tê, con gái bà Điệp, bắt được chồng nó, anh Dũng, ngủ với mẹ nó, nên nó căm thù mẹ nó hơn ai hết. Sau đó Tê đã được các bác, các chú bên họ nội đưa vào miền Nam để sinh sống. Còn hiện tại bà Điệp đã nghỉ làm ở công ty, chuyển về sống với mẹ đẻ, bỏ mặc chồng vẫn hành nghề lái xe. Riêng Dũng vì quá yêu mẹ vợ, từ ngày bị mẹ vợ bỏ, thành ra điên tình. Trao đổi trực tiếp với chúng tôi về tin đồn đại ở địa phương, ông Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch xã Đông Trung cho biết, tin đồn đó ở địa phương là có thật, nhưng sự việc chỉ dừng lại ở việc gia đình, đó là chuyện riêng. Chúng tôi không nhận được đơn từ gì từ những người dân, cũng như gia đình, nên cũng không cho người đi nắm bắt tình hình. Thưa quý vị, những mối quan hệ như thế này, dù có biện minh như thế nào, lý lẽ gì thì cũng là bất chính. Cho dù mối quan hệ ấy xuất phát từ nguyên nhân nào, thì việc ngoại tình vẫn là sai trái và không thể chấp nhận được. Đặc biệt là những cuộc tình trái với luân thường đạo lý, cần phải lên án mạnh mẽ, không thể để theo chiều ham muốn vô lối của bản thân, mà bất chấp tất cả những giá trị gia đình truyền thống. Đó là lời cảnh tỉnh cho những người thiếu kiềm chế, không làm chủ được bản thân, phá hoại hạnh phúc của gia đình và tự hạ thấp giá trị của chính mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy comment và bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những thông tin sự việc với những bài học kinh nghiệm hữu ích. Xin kính chào và hẹn gặp lại!